Liên quan vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan điều tra nghi vấn ông Hoàng Anh nhận tiền của ông Nguyễn Văn Hậu, hay còn gọi là Hậu Pháo, là chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn để tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án khu chợ Vĩnh Tường tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh, 49 tuổi, quê Phú Thọ, từng làm giám đốc sở xây dựng, bí thư thành ủy Vĩnh Yên. Từ tháng 10 năm 2020, ông làm phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đây là lãnh đạo thứ ba của Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan hậu pháo. Trước đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các cơ quan liên quan bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố từ cuối tháng 2. Điều tra 2 trong 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc. Công an cho rằng tập đoàn Phúc Sơn không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại hơn 640 tỷ đồng. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn bắt thêm ông Đặng Văn Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Cũng trong sáng nay, Trung tướng Tô Ân Sô là người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ là cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông cũng bị bắt trong quá trình điều tra mở rộng tập đoàn Phúc Sơn, nhận tiền để tập đoàn này trúng thầu dự án thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát với phần bào chữa cho các bị cáo. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, bị cáo buộc nhận hối lộ 5 triệu 200.000 đô la Mỹ để chỉ đạo thành viên thanh tra làm nhẹ sai phạm ngân hàng SCB, tạo điều kiện cho ngân hàng được tái cơ cấu. Bào chữa cho bị cáo Nhàn, luật sư cho rằng mức án chung thân về tội nhận hối lộ là quá cao. Theo luật sư, bị cáo Nhàn và Nguyễn Văn Hưng đóng vai trò chỉ đạo tổ thanh tra để chỉnh sửa kết luận thanh tra của SCB. Song trong vụ án này, bị cáo Hưng và những bị cáo được xác định đồng phạm với hành vi này lại bị xét xử tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong khi đó, bà Nhàn lại bị xét xử tội nhận hối lộ. Khung hình phạt cao nhất với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chỉ 15 năm, trong khi tội nhận hối lộ là chung thân, tử hình. Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc xác định tội danh cho bị cáo, xem xét vai trò đồng phạm của bà Nhàn trong vụ án. Tự bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho biết rất ân hận về hành vi của mình. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo không ngủ được, dằn vặt, xấu hổ cho bản thân và gia đình. Bị cáo Nhàn chia sẻ, không muốn mang bệnh thật ra, nhưng khi bị tạm giam, giảm 19kg vì đau xót. Bị cáo có những cơn đau tim liên tục, dần hồi phục được như ngày hôm nay. Bị cáo rất cảm ơn hội đồng xét xử, viện kiểm sát cho bị cáo trình bày, mong nhận được sự khoan hồng.